Như chị đã nói là chị đã từng bị sẩy thai. Quá trình hút điều hòa thì bị sót lại nhau thai, dẫn đến buồng tử cung bị dính. Vì vậy mà chị sẽ không thể sinh con trở lại. Không thể nào như vậy được. Em phải sinh con, em phải cứu con gái của mình. Em xin bác sĩ, bác sĩ, nếu em không khả năng sinh được, vậy em có thể nhờ người ta mang thai hộ không ạ? Tôi rất tiếc, trứng của chị sau khi mang đi kích thì toàn là vô noãn. Chúng tôi không thể làm gì hơn. Thỏ, con đi đâu đây? Con đi tìm mẹ con. Thỏ, muộn rồi, không đi đâu hết. Con ở nhà ăn cơm rồi uống thuốc đi. Mẹ con đi ra ngoài từ trưa, điện thoại thì không liên lạc được. Tâm trạng của mẹ con lại đã không tốt nữa. Bố không lo cho mẹ con tí nào à? Mẹ con đi được thì sẽ về được. Sao bố có thể vô tâm đến mức vậy? Mở cửa. Mẹ, mẹ làm sao đấy? Em lại đi uống rượu đấy à? Đúng. Em có biết Thỏ đang lo lắm không à? Cơm chưa ăn, thuốc chưa uống là vì em đấy. Con, à, bác sĩ nói là con phải ăn uống đúng giờ. Mẹ nấu ha. Mẹ làm cái gì đấy mẹ? Nấu gì giờ này nữa? Em nhìn lên bàn đi. Đồ ăn anh nấu hết rồi. Vậy mình lấy thuốc cho con ha. Đến giờ uống thuốc rồi. Này, em tỉnh lại đi. Con ở thế kia mà vẫn đi uống rượu được à? Vẫn chứng nào từ đấy được à? Ờ, đúng đó. Em là một người vợ tồi, là một người mẹ không ra gì đó. Cả cuộc đời này á, em không làm được gì tốt cả. Hôm nay em đi khám bác sĩ, bác sĩ nói là